Ngày 22 tháng 11, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ thỏa thuận trả tự do cho một số con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở dải Gaza. Thỏa thuận đã được thông qua với đa số phiếu trong cuộc họp nội các. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, thỏa thuận sẽ cho phép trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em trong vòng 4 ngày, khoảng thời gian này cũng sẽ ngừng bắn. Bên phía Israel cũng phóng thích 150 tù nhân người Palestine. Dự kiến, các con tin sẽ được thả trong vòng 24 giờ kể từ khi thỏa thuận được công bố. Những con tin đầu tiên có thể sẽ được trả tự do vào sáng mai ngày 23 tháng 11. Hamas cũng xác nhận về lệnh ngừng bắn nhân đạo 4 ngày ở dải Gaza. Lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài nếu nhiều con tin được thả hơn. Theo đề xuất của Israel, cứ 10 con tin được thả sẽ thêm một ngày ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn cũng cho phép hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, thuốc men và nhiên liệu vào dải Gaza. Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Israel, Hamas và Mỹ, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian chính. Qatar đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận con tin cho Israel vào ngày 21 tháng 11.